chắc suy nghĩ chắc nằm đây không có tiền nóng chắc ở đây chắc chết rồi, không có đường nào mà sống. 3 tháng đầu tiên đi bắt là em tuyệt vọng nhất luôn. Hồi đấy là không nên làm việc cho ai cả. Có vợ được một đứa con thằng trai bây giờ 5 tuổi. Em vô được mấy tháng thì ở nhà vợ em bỏ. Vô tù được mấy tháng ở nhà vợ bỏ đi luôn. Dạ. Chào Quyên Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ nhớ được cái trường hợp hai vợ chồng người Khmer, anh Kiên và chị Kim. Sau thời gian không có việc làm thì anh Kiên mới liều mình đi biển với những cái tên cò biển. Và sau đó thì anh bị người bạn, những người bạn đi biển cùng đánh thập tử nhất sinh. Sau đó ngoài cái việc gia đình lâm cảnh nợ nần thì anh lại mắc một cái căn bệnh về thần kinh. Mấy chuyến này đâu có gì đâu mà đi chuyến này cỏ đưa xuống. Chuyến này chồng em bị cỏ đưa. Nó 25 triệu mà nó đưa cho vợ em có 2 triệu mà. 25 triệu mà. Ngồi ăn cỏ hết chịu. Ngồi 2 triệu mà. Tiền xe 2 triệu mấy nữa. Mấy người đánh anh cái cá là xa bờ hay gần bờ? Xa bờ, đánh xa. Khơi mà đâu đâu khơi ở đâu. À, tháng ngoài á. Tháng ngoài. Mà sao bạn lại đánh mình ta? Nhưng mình đợi Bến Tre đó, đồ nó ấy không mà đâu có ấy được đâu. Giờ nó hết đồ vẫn mới vẫn ngấu đá. Đập đá hả? Ừ. Cứ nó đồ nó phải kêu mình lấy đồ của mình cho đưa cho nó xài. Rồi mà không đưa nó kiếm chuyện. Rồi ở đi ghê cái nên là đâu có... Đâu có 20 người đâu mà ấy nó kiếm chuyện hoài rồi từ từ. Không đưa nó kiếm chuyện nó quánh. Quánh em rồi từ em ghé em nhảy xuống biển rồi mới vàng cái ghe này nó vớt em chạy em đi vô. Anh nhảy xuống biển luôn hả? Lúc đó là nhảy xuống biển là ôm cái đầu máu đúng không? Cái đầu nó mới ấy chưa ra máu thì lên bờ nó mới gỉ máu. Đó là một trong rất là nhiều trường hợp bị cò lừa đi biển và sau đó thậm chí là có những người mất mạng luôn. Và ngày hôm nay trên chuyến bay từ Việt Nam đi đến Indonesia thì trước đây thì Phong với Nhân có đăng một cái thông tin về trường hợp của anh Hồng quê ở Bình Thuận sau khi bị cò lừa đi biển và anh đã bị bắt giam cầm 3 năm ngay tại Indonesia. Nay thì Quyền Hồ cùng với các anh em sẽ có chuyến về Indonesia để cái chuyến bay đưa anh từ Indonesia về lại Việt Nam và cũng như là nghe anh chia sẻ về cái câu chuyện những người trong cái tình trạng là bị cò lừa đi biển, bị lừa gạt như thế nào ha. Tại thì Bùi Hồ cùng em Nhân Gà cũng như là em Phong Bụi đang có mặt tại sân bay của đảo Bali thuộc đất nước Indonesia. Ngày hôm nay là các anh em sẽ bay trở về lại chuyến bay về lại Việt Nam cùng với lại một nhân vật mà trước đây em Nhân cũng như là em Phong đã đăng một đoạn clip về anh Hồng, một người không có việc làm phải đi biển đánh bắt và sau đó thì anh bị cáo buộc gạt trái phép trên vùng trồng lấn của biển Indonesia. Và như thế là hơn 3 năm qua anh đã mất liên lạc với gia đình và sau đó thì anh đã có thể kết nối được gia đình nhờ sự hỗ trợ của các anh em. Tuy nhiên để đưa anh từ Indonesia về Việt Nam là một cái số tiền khá là lớn đối với gia đình của anh, với số tiền hơn 19 triệu đồng. Và với số tiền đó thì em Nhân cũng như là em Phong cũng đã có hỗ trợ để mà cho gia đình đưa anh trở về lại Việt Nam cũng như là sự hỗ trợ của đại sứ quán. Ngày hôm nay là một ngày anh bay trở về lại Việt Nam sau hơn 3 năm mất liên lạc với gia đình. Đó là những giây phút rất là ngậm ngùi. Tất cả mọi người đặt chân đến đất nước Indonesia nói chung và đảo Bali nói riêng thì phía sau lưng này có rất là nhiều đoàn khách, họ hướng dẫn, họ đón nhận khách du lịch để đến đất nước mình. Tuy nhiên hôm nay các anh em có mặt ở tại nơi đây để cùng đón một người con của Việt Nam trở về lại Việt Nam sau gần ấy năm xa cách. Và bây giờ không nói nhiều nữa thì cũng gần đến giây phút để mà gặp được anh Hồng, một nhân vật mà đã bị giam cầm ở Indonesia hơn 3 năm qua ha. Chào cô bác quý chị, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt ở trên chuyến bay từ Indonesia về lại Việt Nam. Và trên chuyến bay này thì có anh Hồng là một nhân vật mà trước đây em Phong và em Nhân cũng đã từng chia sẻ thông tin về một sau khi bị cò lừa đó cô bác quý chị, bị bán từ thuyền này qua thuyền khác, cáo buộc là đánh bắt trái phép và bị giam cầm ngay tại Indonesia.
và để hiểu thêm về câu chuyện đó, cũng như là nghe các anh chia sẻ về những tâm tư và cũng như là cảm xúc của anh như thế nào khi về lại Việt Nam ha. Cảm xúc của anh bây giờ như thế nào khi mà trên chuyến bay từ Indonesia về lại Việt Nam sau 3 năm bị giam cầm ngay tại Indonesia hay không ha? Bây giờ cảm xúc mà được mà về Việt Nam cũng quá mừng luôn. Mừng là chết đi mà sống lại á. Mừng những mà tưởng tượng cái đó thì không có tiền mà để mà về Việt Nam mà để mà đoàn tụ với cha mẹ. Mừng là mừng kiểu mừng mà sống đi chết mà sống lại á. Còn qua giờ mừng không ăn uống vậy đó. Cũng mừng lúc nghe tin tức gì rồi sau đó đi ra chạy. Không anh em không ai dám nhìn lại đó. Mừng cái mà không có dám nhìn cái ai mà đấy à. Mà nói này nó nọ anh em mà chúc anh em về. Mà về á, còn những anh em mà ở lại á, thấy là cảnh của những anh em kia còn đau khổ. Còn những anh em có thể khóc. Mà tủi thân những anh em người ta còn nằm lại tại trại á, anh em ta vẫn còn khóc á. Mà thấy anh em người ta mà cảnh còn như mình vậy. Mà người ta buồn tội thân người ta mà người ta khóc. Thì khi á, em lên xe mình đi cũng có mừng mà còn lên xe tù mà cũng vẫn lên xe tù rồi cắn xe tù nó nhốt đưa ra tới sân bay vẫn còn nhốt mà. Có nghĩ rằng mình sẽ quay về Việt Nam, được về Việt Nam không? Nếu em ở lúc mà Ấn Độ từ ngày mà bị bắt tới ngày hôm nay em không bao giờ em suy nghĩ mà em không được mà để về đó. Không có tiền, một cha mẹ thì già, anh chị em thì nghèo, thì rủ ghê thì bỏ rơi em, thì em nghĩ không có khả năng nào mà để tiền, không có tiền mà để mà quay về. Chắc suy nghĩ nằm đêm nằm ngủ bệnh viện, chắc suy nghĩ chắc nằm đêm có tiền nóng, chắc ở đây chắc chết rồi không có đường nào mà sống. Em suy nghĩ tiền đâu mà vậy, hoàn cảnh khổ mà. Em không biết thông tin của anh là anh có vợ con gì không anh Hồng? Thì em vẫn có vợ con, thì khi em làm có thì vợ con lúc sống, lúc mà em phải bới tắc thì bị bắt rồi, vợ con nghe tin tức em cũng bỏ em luôn, không một lời hỏi thăm, đừng có nói một lời mà để cho tiền em, không một lời hỏi thăm, sống trường là chết thì sao, cũng không 3-4 năm trường, cũng không quan tâm em, cũng không có suy nghĩ gì hết, thì em suy nghĩ thôi, số phận em đã tới đó là đủ rồi, thì mình ông cũng như là ông trời ban mình tới cái nghiệp đó là mình kết thúc rồi. Không có suy nghĩ về con đường quá khứ đi, nhắc tới mình để hận thù tôi làm gì, nhắc tới vợ con là nhắc hận thù, để trong lòng chẳng được cái gì men nặng thêm. Thì bây giờ chỉ ngồi giái gian mình niệm Phật để mẹ che chở cho con. Thì lúc ở bên đó chạy thì em cũng nhớ nghĩ, lúc đầu thì em nghĩ vợ con, để có một ngày nào đó vợ con phải liên lạc để chia sẻ để cứu tụi mình. Không ngờ đã nhiều năm qua, năm này qua năm nọ, tất năm tới năm lui rồi cũng không quan tâm luôn, mình biết số phận mình đã đủ rồi. Thì liên hệ với anh chị em thì chỉ còn cha mẹ nữa thôi, không còn con đường nào đấy mà suy nghĩ nữa hết. Những người phúc mặt của mày để ủng hộ phù hộ độ cho con họ Nguyễn Văn Hồng sinh năm 1984 để phù hộ độ cho con được nhanh chóng quay về nước sớm để ăn chay để niệm Phật. Thì coi có lòng thành trong trại, em có gái lòng thành em hứa em trong trại Tăng Dung Minh Năng, em có lời gái của em thì những người phúc Phật sẽ chứng kiến cho em là lòng thành của em là tâm nguyện của em như vậy. Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi thì anh sẽ có mặt đặt chân trên đất nước Việt Nam, nơi mà anh đã từng được sinh sống và sinh ra. Thì cái cảm xúc bây giờ chắc nó bồn chồn lắm hả? Chắc bây giờ nếu anh em trong gia đình cô chú anh chị thì gia đình nghèo mà nghe cái bên
từ thiện, cộng đồng mạng để chia sẻ cứu giúp cho em á. Là gia đình bây giờ đang ở nhà, cha thì khóc mừng tụi con quay về, mẹ cũng mừng khóc tụi con được quay về để đoàn tụ với cha mẹ, để sống với tuổi già càng ngày càng yếu. Còn những cô chú anh chị em bà con á thì cũng rất mừng khi nghe tin tức của em về, thì gia đình băn khoăn, nói chung là bà con trong họ rất băn khoăn để chia sẻ, rất mừng em nghe tin tức của em thì gia đình cũng nghe. Xin chúc mừng anh cùng gia đình cũng như là các anh em ha. Dạ. Em không biết là anh tên gì ha? Em biết ạ. Dạ. Em tên Bùi Hồ. Anh tên gì? Em ạ. Dạ em tên Nick ạ. Anh ở đâu? Dạ em ở Huế ạ. Ở Huế hả? Là bị bắt giam ở Indonesia 3 năm luôn. Vâng. Là ở chung trại với anh Học luôn hay sao? Dạ vâng, ở chung trại với anh Học. Chung trại hả? Anh có gia đình chưa? Dạ chưa. Chưa có gia đình ha. Ngày hôm nay về ở Việt Nam thì có ai đón mình không anh? Dạ có mấy người bạn đó. Cái cảm xúc bây giờ như thế nào khi mà sau gần 3 năm mà mình quay lại đặt chân lên tại Việt Nam? Cảm xúc quay lại sau 3 năm quay lại Việt Nam nói chung cũng vui, vui lắm. Một phần vui mình được về được tụ với gia đình, một cũng có một phần buồn những anh em ở lại thôi. Những người đấy là không liên lạc được về cho gia đình, biết không liên lạc được ra nữa, không điện thoại, không mất liên lạc với gia đình. Nói chung buồn lắm, nói chung mấy anh em ở chung với nhau nhưng mà người về trước người về sau, nói chung cũng muốn anh em về chung nhưng mà người ta không có điều kiện để chịu thôi. Hiện nay còn anh em còn nhiều ở bên đó không? Dạ có 11 người ạ. 11 người hả? Vâng. Lúc mà ở Indonesia thì bị bắt ở ngay tại chỗ đó thì cái lúc nào mà anh nhớ nhất? Sao? Cái lúc nào mà gây cho anh những cái tâm tư buồn nhất như tại Indonesia? Thì lúc mới bắt thời gian đầu 3 tháng đầu buồn nhất luôn, không có điện thoại, không có gì hết, tại vì máy mình tịch thu hết, nó lấy điện thoại nó lấy hết tất cả luôn, không liên lạc được cho ai cả. Đấy buồn thì nhất, suy nghĩ tâm ra suy nghĩ nhiều cái lắm, suy nghĩ buồn nhớ gia đình, chung buồn với gia đình thôi, sau gia đình lo lắng gia đình này kia thôi. Mình có biết là mình bị cò lừa bán cò lừa mà để đánh bắt như vậy không? Dạ không. Nếu mà em biết như vậy thì chắc em cũng không đi đâu. Hả? Còn nếu em biết như vậy chắc em cũng không đi đâu. Người ta lừa mình vậy thì nói chung em cũng biết nhà. Không biết nhà sau này em sẽ về. Lúc mà bị bắt qua đó thì mình có nghĩ mình sẽ có ngày quay về lại Việt Nam không? Lúc đấy cũng chưa suy nghĩ đến điều đó, cũng em có suy nghĩ nhưng mà em nghĩ chắc cũng thời gian lâu, tại vì gia đình khó khăn. Có cảm thấy lúc nào mình thấy tuyệt vọng nhất không? Thì có tuyệt vọng nhất là lúc 3 tháng đầu tiên đi bắt mà tuyệt vọng nhất luôn. Anh nói sao nói lại em nghe. 3 tháng đầu tiên đi bắt là em tuyệt vọng nhất luôn. Hồi đấy là không nên làm được cho ai cả. Cũng có mấy anh em cố khuyên bảo cố gắng lên đi, sau này mới kiểu như có một điện thoại liên lạc được về nhà, cũng liên lạc được về trường người thân, người nhà cũng gọi sang khuyên bảo này kia, dáng đình sức khỏe. Làm sao để anh có thể liên lạc được với nhiều người nhà? Dạ mới có điện thoại. Cảm ơn anh hôm nay thì cũng chúc mừng anh đã quay trở về lại Việt Nam. Thời gian sắp tới thì về Việt Nam anh có dự định làm gì không? Thời gian tới về Việt Nam chắc em một thời gian em ở quê, một thời gian em về nhà trước rồi cũng như việc làm thì em tính sau. Rồi cảm ơn anh. Là một người quê ở huyện An Minh đúng không? An Biên, Kiên Giang. Huyện An Biên, Kiên Giang. Ngày xưa thì sao mà anh lại đi biển anh chứ? Tại vì gia đình nghèo mày đi lên có thằng anh nhận đi ghe mua giấy ở sát nhà, anh ấy đi làm đi ghe với anh, anh nhận xuống thì 3 tháng 10 ngày 20 triệu. Lập rồi sau này anh bị bắt ngay tại đảo nào? Ở
ngoài biển đó, đảo đi ở đảo gì em ở bên Malaysia. Indo. Anh có vợ con gì không anh chứ? Dạ có vợ được một đứa con thằng trai bây giờ 5 tuổi. Em vô được mấy tháng gì ở nhà vợ em bỏ. Vô tù được mấy tháng đó nhà vợ bỏ đi luôn. Dạ. Cái nào để anh liên lạc được với gia đình của mình? Thì em mượn điện thoại anh em mà điện về gia đình. Như anh em nào có điện thoại á, như gia đình mà có gửi tiền rồi đó thì anh em hồi nhính ăn đang mua điện thoại đang liên hành lạc thì gia đình. Cảm xúc của anh như thế nào rồi? Cảm xúc bây giờ em vui, em muốn khóc xuống, muốn mà ông về đang về tới nhà đang cho mẹ với con một mình. Nhanh về gặp gặp con mới gặp mẹ của mình. Dạ. Nếu như anh gặp được mẹ của mình thì anh sẽ nói là gì đầu tiên nhé? Nói là con nhớ mẹ quá, thương mẹ. Ngày trước giờ anh có đi biển không? Hồi đó tới giờ em có đi mà mấy lần trước đi á, vì em hỏi ghe em đi gặp mà. À mình có biết là mình bị công an nước ngoài bắt không? Biết biết, tại vì á, lúc đó là em sát nhà nó đi về nó bắt nó, em biết. Tại vì hồi đó đi là chủ ghe nó nói hợp đồng vé, đánh ra hợp đồng vé. Rồi lúc đó tưởng ở nhà mua vé, thì em đi xuống dưới thì em lựa cá dưới khi em chịu bụng tiếp cho đàn ông. Rồi bị bắt, rồi tưởng ăn vé. Nó gặp lại rồi, nó bắt em vào tàu, nó nhốt phòng luôn. À, khi mà bị bắt anh có nghĩ rằng mình sẽ có ngày về lại Việt Nam không? Thì em suy nghĩ không có tiền về, tại vì ở nhà mẹ em vợ vợ em bỏ rồi, con em gì mẹ em nuôi, mẹ em già năm mấy 60 thì chưa chắc gì có tiền để chịu em về. Hôm nay thì là một ngày đáng nhớ nhất trong đời của anh, thì cũng hơn một tiếng nữa thì mình sẽ có mặt ngay tại lãnh thổ đất nước Việt Nam của mình, nơi mình sinh sống và làm việc. Thì cũng như em chúc mừng cho hai anh, chúc mừng cho anh luôn ha, và chúc mừng cho anh Chiến luôn sẽ có những ngày tháng hạnh phúc nhất bên những người thân yêu nhất của mình cũng như là bên gia đình của mình. Dạ, bây giờ em cũng nói bây giờ mấy anh về bệnh chia làm mạng với mấy đoàn quân. Bây giờ ở bên chạy em bây giờ còn ở 11 người giúp cho mấy anh về với gia đình. Và cái cuộc sống ở ngay tại trong tù á, ở Indonesia này sẽ là những cái cuốn hồi ký mà cực kỳ buồn tuổi, và chắc có lẽ là anh Chiến cũng như là một người anh ở Kiên Giang sẽ chia sẻ trên đoạn đường một người hồ cùng với hai anh về lại ngay tại vùng đất Kiên Giang ha. Yeah. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị cũng như chào anh ha. Cảm xúc bây giờ như thế nào? Khỏe ha. À. Nhưng mà hồi nãy em thấy đáp xuống máy bay xuống mọi người vỗ tay, là vỗ tay sao? Em đâu có vỗ đâu. Có ai vỗ? Mấy người đó vỗ, mấy người mừng như mừng á, với mấy người cho tiền á. Chứ sao mừng không vỗ? Em vỗ mà vỗ lúc đó cặp chưa bơm sao vỗ? À. Đang bơm. Trên máy bay được nó bơm, ăn táo. Miền Tây gọi là cái bộ. Mình và anh Bùi Hồ đang chờ đợi thêm một người nữa. Đây, người thứ hai bước xuống đó là anh Hồng, rồi anh Dương, rồi thêm một vài anh nữa. Thì bây giờ thì mọi người đang đi những bước đi đầu tiên. Chào anh. Thấy sao? Vui không? Đau nhức nói. Rồi về đây không sao dịch gì đâu, cất khẩu trang đi, thoải mái đi. Nha. Anh Dương đúng không? Mọi người giờ tính sao? Xuống tháng. Qua đây đi anh. Về hay là sao? Về. Ok. Vậy tạm biệt đi. Rồi về. Ra ngoài kia nó không có gặp nhau được nữa. Tạm biệt nên. Tạm biệt nha. Rồi, mấy anh hai anh giờ khỏe nha. Có người nói chưa? Đi ra đón anh em có anh đang chờ một người thôi, chào em nha. Hôm nay thì
mình và các anh em cũng mới vừa đáp chuyến bay từ Indonesia về lại Việt Nam. Và sau 3 năm tù ở ngay tại đất nước Indonesia thì bây giờ cũng là giây phút trùng cùng với lại gia đình, cũng như là gặp lại gia đình mình để mà có những giây phút rất là ngậm ngùi như thế này. À, như vậy là sau một hành trình dài hơn 4 tiếng đồng hồ thì anh Hồng cũng như là anh Chiến cũng đã có mặt ngay tại Việt Nam. Và tối đêm nay thì anh Hồng Minh Chiến sẽ ngủ lại tại nhà em Phong để ngày mai sẽ về lại quê nhà gặp gỡ những người thân của mình sau gần 3 năm xa cách. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha. Rồi, qua đây anh. Đây, tới nhà. Tới nhà rồi, mừng quá. Ở trên tay anh Hồng còn cầm một cái ly cà phê. Hồng đã nói là ăn không được, chỉ cần uống ly cà phê Việt Nam thôi là đủ thấy vui rồi. Một vui ly cà phê là 3 năm xưa. Rất là vui. À, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau, những giây phút gặp gỡ ngay tại Kiên Giang của nhà anh Chiến, cũng như là sự ngày mai thì Phong với lại Nhân sẽ đưa anh Hồng trở về lại vùng đất Bình Thuận của La Ghi Bình Thuận. Bình Thuận ơi.